hello xin chào cả nhà giờ bếp dễ mà ngon đây thực ra hôm nay đáng lý là không có livestream đâu cho nên là nửa giặt nửa mở nửa chừng xuân đây nè bây giờ hồi nãy là đã bắt bắp lên rồi bây giờ mình cho cá hồi lên rồi bây giờ mình mới xắt uh, cà rốt mình xắt hạt lựu mình bỏ vô luôn bên dưới là mình luộc bắp và cà rốt bên trên là mình hấp cá hồi à, thì cũng cái nồi nguyên quốc này thôi nhưng mà nó giúp cho mình một cái bữa ăn hôm nay đầy sáng tạo à và tổng hợp các vitamin và nhóm khoáng chất luôn nha. À mình sẽ xem là điều kỳ tích gì xảy ra trong cái nồi Winwood này. Ở khi cái hơi nước nó bốc lên thì cái đồ trong nồi nó cũng đã gần chín rồi. Và khi bạn các bạn quay nhẹ một vòng mà nó quay nó quay tới nó không có ngừng lại luôn á thì là thực phẩm bên trong đã chín. À cái nồi Winwood này nó tuyệt vời lắm. Nó tuyệt vời ở chỗ là nó báo hiệu cho mình biết là đồ ăn bên trong đã chín rồi và cái hơi nước á nó giúp mình giữ lại các vitamin ở trong cái nồi ha. À, mua cái nồi là cái giá trị rất là tuyệt vời luôn. À đây là bác mình sẽ coi cái điều kỳ tích gì sẽ xảy ra khi mà mình hấp chung ba món thức ăn lại với nhau. Lần sau Nghiêm sẽ biểu diễn cho cả nhà coi. À tất cả các món ăn đều nấu chung rồi trong một cái nồi như thế này. Nhưng nó không lẫn mùi với nhau. Nếu ai có dịp thưởng thức trực tiếp thì sẽ cùng Nghiêm Nghiêm sẽ mời cả nhà thưởng thức cái món đó ha. Bây giờ thì cá hồi nó chín rồi nè. Và bên dưới là bắp và cà rốt cũng đã chín rồi nhưng mà đặc biệt là cái màu sắc cái màu sắc của rau củ quả mình vẫn còn giữ nguyên ha bởi người ta bảo rằng một cái câu á sức khỏe là đến từ nhà bếp chứ không phải đến từ nhà thuốc à nếu mình ăn uống à mình biết bổ sung dinh dưỡng đúng chất à, giữ gìn sức khỏe thì cái hệ tiêu hóa mình sẽ tốt hơn 70 phần trăm sức khỏe của con người quyết định từ hệ tiêu hóa ừ. cho nên là mình ăn uống như thế nào là nó dễ tiêu à, mình đưa cái dinh dưỡng nó hấp thu để cho nó nhẹ nhàng cái bộ máy tiêu hóa của mình thì nó sẽ bớt làm việc lại à, làm việc nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ chạy lâu hơn và bền hơn à đó ngày hôm nay đó thấy chưa cái rau củ quả của mình á cái bắp và cái cà rốt á màu của nó rất là đẹp luôn à nó vàng thật luôn bây giờ thì cơm mình nấu chín đây nè mình cho cơm vô luôn ha à nếu như mà cà rốt với bắp mà có nước á mình dắt bớt cái nước nó ra nhưng mà đừng có đổ bỏ nha mình uống thì rất là ngọt luôn rất là ngọt và rất là thơm luôn ha lúc này là mà cá hồi nó chín rồi mà cá hồi mà mấy bạn làm mà mấy bạn chiên hay này kia nó không có ngon nên nó mất đi cái vị của cá hồi cá hồi đa phần là người nhật người ta sẽ ăn sống đó mình mua cá hồi về bây giờ là mình sẽ cho cái vị à mấy cái gia vị của nhật á đầu tiên là trứng cá hồi và cái này là rau củ quả tổng hợp À, vitamin à, của Nhật Bản đây cái món này mua trong siêu thị Ion á nó khoảng 40 ngàn 40 ngàn một bịch mình mua giá 40 ngàn một bịch ha à, ngay chỗ cái cửa gian hàng Nhật á thì nó sẽ bán những cái 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 thực phẩm này bắt đầu mình sẽ trộn hết cái hỗn hợp này lại với nhau à, mình trộn hết trộn nó thơm nó thơm nứt mũi luôn á cái mùi của những cái hạt mè nè cái mùi của rong biển nè cái mùi của cá hồi và trứng cá hồi nè cái mùi của bắp của cà rốt Trời ơi, thật sự là con mình nó thích cái món này vô cùng luôn Mỗi lần mà làm cái món này nè Một cái nồi cơm vậy mà hai thằng ăn đó Rồi nó ăn vậy đó Mà nó ăn vậy đó mà nó không có mập Dạ nó không có mỡ Tại nhà em là body người nào người nấy cũng không có mỡ Ăn nhiều mỡ nó sẽ gan nhiễm mỡ nè Máu nhiễm mỡ nè cholesterol và nó gây ra những cái biến chứng về đột quỵ À và bây giờ mình cho thêm gì nữa Rong biển sấy luôn cũng của Nhật luôn mới ghê chứ đổ vô cái dĩa thử coi trời ơi tê tái quả lòng quý vị ơi nó ngon lắm luôn nha à. không tin làm thử đi làm ngon qua đây đền lại cho món khác <laughs> ăn không chỉ để no mà còn chăm lo cho sức khỏe canxi có nè đạm có protein có nè vitamin có nè trong cái dĩa thức ăn này là đầy đủ các nhóm vi chất đa vitamin và khoáng chất chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha